Các bạn đến lại trở lại với kênh Thiện Nguyễn nhé. Thì như các bạn đã biết á, TikTok theo ngôn ngữ của những người mà làm marketing online á, hiện nó là một cái mỏ vàng mà chúng ta hiện đang khai thác sử dụng để kiếm tiền ở trên cái nền tảng đó. Thì gần đây TikTok đã vừa ra một cái ứng dụng mới, nó cũng là một cái bộ máy giúp chúng ta khai thác tốt hơn cái mỏ vàng TikTok này. Thì đó là TikTok Stream Status nha các bạn. Thì vì sao mình lại nói như thế? Tại vì ứng dụng này á, thì cho phép các bạn có thể live stream từ video có sẵn. Trước đây chúng ta live stream thì live stream trực tiếp hay các bạn, live stream trực tiếp trên TikTok. Bây giờ thì nó cho live stream bằng cái video có sẵn của các bạn đấy, và thậm chí nó cho mở tua đi tua lại cái video đó cho các bạn live stream. Thì tính năng đó thì mình ứng dụng vào tiếp thị liên kết là hết sức hiệu quả nha các bạn, kể cả các shop cũng sử dụng. Và hiện tại là các bạn lên trên các nền tảng, các nhóm group á, các nhà cung cấp, các shop lớn, các shop sỉ á, họ live stream, họ cung cấp video cho những cái TikToker, họ ghi up lại rất là nhiều. Và đó là một cái cách kiếm tiền hết sức là dễ dàng nha các bạn. Các bạn cứ cần đưa video có sẵn lên đó là các bạn cắm máy đó là nó tự động nó like, và chúng ta sẽ gắn sản phẩm vào thì người xem các video đó người ta sẽ click mua sản phẩm thì các bạn được hoa hồng. Thì các bạn biết rồi đó, hôm trước mình có thị phạm cho các bạn xem các sản phẩm tiếp thị liên kết đó, là một số sản phẩm ngành hàng quần áo á, người ta cho cái lợi nhuận 80-90 ngàn trên một sản phẩm. Bạn thấy không, bán cái sản phẩm có 200 mấy ngàn mà lợi nhuận 80-90 ngàn. Các bạn có thể xem lại video trước. Thì một ngày mình bán có chừng 5, 10, 20 sản phẩm là đủ tiền sống rồi phải không các bạn? Chưa nói đến việc là chúng ta giàu có, nhưng mà 7-8 sản phẩm là chúng ta đủ tiền sống rồi. Mình nói đơn giản nhất các bạn vậy thôi. Và việc đưa đưa cái video có sẵn lên desktop rất là dễ. Và chúng ta có thể bỏ đó, chúng ta làm việc này việc nọ việc kia, sau đó thì chúng ta sẽ coi thành quả thôi. Thì quy trình làm, các bước làm như thế nào để tránh bản quyền, tránh bị kiện hoặc tránh tránh các sai sót để chúng ta mất shop đó, thì các bạn theo dõi khóa học của mình nhé. Mình sẽ làm từng phần từng phần. Rồi bài học đầu tiên trong cái series về TikTok Gym Desktop này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cái ứng dụng TikTok Stream Desktop về laptop của mình nhé, và đồng thời hướng dẫn các bạn đưa video có sẵn lên để mình like. Thì từng bước cụ thể mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết trong bài học, các bạn theo dõi và làm theo nhé các bạn. Rồi đầu tiên chúng ta vào cốc cốc nha các bạn, gõ TikTok Stream Desktop đấy, mình chọn vào TikTok Stream Desktop. À không phải trang này là để quản lý thôi, trang này không phải. Mình để kéo xuống nha, kéo xuống chọn download like đi, rồi bấm vào tải miễn phí cho Windows, tải miễn phí cho Windows nha các bạn, bấm vào. Rồi xong các bạn save lại và chờ nó load nha. Sau khi tải và cài đặt thì chúng ta sẽ có ứng dụng TikTok đây. À, chúng ta nhấp đúp mở lên, đợi nó chạy tí nha các bạn. Rồi login vào, dùng tài khoản, lưu ý là tài khoản phải đủ điều kiện nha các bạn, trên 18 tuổi và phải có 1.000 sách. Chúng ta login vào. Tài khoản đủ điều kiện thì các bạn mới like được. Rồi các bạn chờ nó load tí nha. Rồi đây là các bước thiết lập của nó, chúng ta không cần quan tâm tới, chúng ta chỉ bấm vào go live now. Đây. Bấm start. Rồi, net 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 net.
Rồi xong, chúng ta bấm vào dấu cộng mé bên tay trái. Dấu cộng. Bấm vào dấu cộng này các bạn. Nhớ là dấu cộng này nha. Chọn video. Video. Đấy. Bấm vào select file để tải video lên. Ở đây là âm lượng của video. Hai cái chỗ này là nếu các bạn muốn like mà like lặp đi lặp lại thì bấm bấm lên. Còn ở đây mình không sử dụng thì mình tắt đó. Nha, bấm file vào. Đây mình có chuẩn bị sẵn một video. Đây. Rồi, nó load lên xong. Mình sẽ bấm on vào. Đấy, video nó nhỏ vậy các bạn chỉnh sửa cho nó vừa với khung hình nha các bạn. Chỉnh sửa kéo to kéo nhỏ nó lên. Kéo to kéo nhỏ cho vừa khung hình. Đấy, nhấn vào video và bấm vào cái dấu trên này. Đấy, cái dấu 40 tên đấy thì nó sẽ canh giữa cho các bạn. Đấy, vừa khung hình. Sau khi thì mình canh rồi thì bấm vào mobile view để xem cái bản của nó trên mobile như thế nào. Đấy, thì đó là bản demo nhé các bạn. Rồi xem bản demo, nếu ok xong rồi mình sẽ tắt bản demo đi. Bấm start là bắt đầu. Chọn top bid là chọn qua mình đang bán quần áo nên mình sẽ chọn là shopping nha. Còn ở dưới nhập cái tiêu đề. Xong thì bấm go live là sẽ bắt đầu live. Đó, ad đã bắt đầu live nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ vô ad để các bạn xem nha. Để các bạn thấy nó live như thế nào. Đây, mình tìm kiếm ad của mình đây. Đây, tìm kiếm ad của mình. Đấy, bạn thấy cái dấu đang like chưa? Có cái chữ đang like đó, Quỳnh Đỗ đang like đây. Thì bấm vào thì sẽ hiển thị bài like lên. Đấy, đang like đấy, các bạn thấy hay chưa? Rồi, bài đọc bữa nay là kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Rồi, xin chào các bạn.